quý thầy cô và quý đồng nghiệp, thì bài có các tiếp theo là mình bệnh tăng huyết áp. Thì phần trình bày gồm có các mục tiêu sau: thứ nhất là chẩn đoán tăng huyết áp, phân loại tiếp cận bệnh nhân tăng huyết áp về lâm sàng, cận lâm sàng, tiếp cận bệnh nhân tăng huyết áp thứ phát, điều trị và phòng ngừa các yếu tố tim mạch và các tình huống lâm sàng minh họa. Thì hy vọng được sự chia sẻ về các kinh nghiệm lâm sàng của quý đồng nghiệp về các bệnh tình huống lâm sàng. Thì phần đầu tiên là chẩn đoán tăng huyết áp và phân loại. Để chẩn đoán tăng huyết áp thì đầu tiên phải đo huyết áp. Thì để có được con số đo huyết áp chính xác thì phải tôn trọng đúng những cái quy định khi đo huyết áp. Thì xin nhắc sơ lại là bệnh nhân trước khi được đo huyết áp thì phải ngồi nghỉ 3-5 phút và đo hai lần cách nhau 1-2 phút. Các bao ngón tay nó phải đủ cái tiêu chuẩn, bề ngang là 12-13 cm và bề dài là 35 cm. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân béo phì vòng cánh tay trên 32 cm thì phải sử dụng cái bao ngón tay to hơn. Sau khi đã đo huyết áp thì câu hỏi thường đặt ra là đo tay bên nào, tay trái hay tay phải, tay nào thì là chính xác nhất. Thì xin thưa là ở cái lần đo đầu tiên khi tiếp cận bệnh nhân để chẩn đoán tăng huyết áp thì nên đo cả hai tay. Vì khi có sự khác biệt giữa hai bên, nó sẽ cho mình một số cái lợi ý tăng huyết áp thứ phát thường gặp trong những trường hợp ví dụ hẹp động mạch dưới đòn hoặc là phình bóc tách động mạch chủ. Sau khi đã đo huyết áp thì nếu như trong trường hợp huyết áp lớn hơn bằng 14.9 mà nó vượt quá cái ngưỡng 18-12 thì phải chẩn đoán xác định ngay là bệnh nhân có tăng huyết áp. Nhưng nếu nó không vượt quá ngưỡng mà lúc đó mình khám lâm sàng, hỏi bệnh sử, khám thực thể mà nó có tổn thương các cơ quan đích hoặc là trên cái bệnh nhân có tiền căn đái tháo đường hoặc bệnh thượng mãn thì lúc đó cũng được chẩn đoán xác định là bệnh nhân có tăng huyết áp. Nhưng đối với những bệnh nhân mà chỉ có huyết áp tăng huyết áp lớn hơn 14-90 mà hoàn toàn không có yếu tố nguy cơ, không có tổn thương cơ quan đích thì lúc đó mình sẽ có 3 tình huống. Tình huống thứ nhất, nếu tại cơ sở y tế của các anh chị mà có cái máy theo dõi huyết áp 24 giờ nếu có sẵn thì sẽ cho bệnh nhân đeo cái máy này, thì lúc đó nó sẽ cho mình cái con số huyết áp trung bình ban ngày nếu lớn hơn 135 đối với tâm thu và lớn hơn tâm trương, huyết tâm trương lớn hơn 85 thì lúc đó bệnh nhân được chẩn đoán xác định là tăng huyết áp. Nhưng đối với những cơ sở y tế của các anh chị mà không có cái máy đo huyết áp 24 giờ nó gọi là monitor huyết áp mà bệnh nhân có điều kiện theo dõi huyết áp tại nhà thì bệnh nhân có thể dùng máy đo cá nhân để theo dõi từ 5-7 ngày và cái huyết áp là huyết áp trung bình đo ban ngày. Nếu trong trường hợp lớn hơn 135 đối với huyết áp tâm thu và lớn hơn 85 đối với huyết áp tâm trương thì lúc này cũng được chẩn đoán xác định là tăng huyết áp. Nhưng nếu trong trường hợp mà bệnh nhân không có huyết áp, cơ sở y tế của mình cũng không có các monitor huyết áp thì nó sẽ rơi vào tình huống thứ ba, có nghĩa là mình sẽ hẹn bệnh nhân tái khám ở lần thứ ba. Và ở lần thứ ba này nếu đo huyết áp lớn hơn 140-90 thì bệnh nhân cũng được chẩn đoán xác định là tăng huyết áp. Nhưng mà xin lưu ý ở cái lần thứ ba này thì các anh chị phải khám hỏi kỹ coi bệnh nhân có đang sử dụng những cái thuốc nào mà nó gây ảnh hưởng lên huyết áp hoặc đang có loại trừ những cái thuốc men hoặc là những cái yếu tố mà nó làm tăng huyết áp thứ phát. Thì ở cái lần thứ ba mình đo mà vẫn còn cao hơn 140-90 thì xác định là bệnh nhân đã tăng huyết áp. Như vậy thì cái huyết áp di động 24 giờ, cái monitor huyết áp này nó đóng vai trò như thế nào trong cái trường hợp chẩn đoán xác định tăng huyết áp? Thì cái khi mà khảo sát thì nó sẽ cho ra một cái bảng kết quả như vậy. Thì bệnh nhân sẽ được đeo một cái máy đo huyết áp, nó được lập trình là cứ mỗi 30 phút sẽ đo huyết áp một lần đối với ban ngày và 60 phút nó sẽ đo huyết áp một lần đối với ban đêm. Thì sau khi đo thì bệnh nhân sẽ được có cái số đo huyết áp trung bình trong 24 giờ từ 125-130 là bình thường, thì trên 130 gọi là tăng huyết áp. Số đo trung bình huyết áp ban ngày thì trên 135 thì đối với tâm thu thì sẽ là được chẩn đoán là tăng huyết áp. Ban đêm thì là trên 120. Tương tự như vậy thì cái số đo huyết áp tâm trương cũng khác biệt giữa ngày và đêm sau khi mình đo cái monitor huyết áp 24 giờ. Vậy thì khi nào mình sẽ áp dụng cái đo huyết áp 24 giờ cho bệnh nhân? Thứ nhất là khi mà huyết áp đo tại cái phòng khám nó dao động, ví dụ có khi cao, có khi thấp, mình đo tới 2-3 lần luôn mà cuối cùng mình không ra được cái chẩn đoán là bệnh nhân có tăng huyết áp hay không tăng huyết áp, thì lúc này mình sẽ khảo sát huyết áp di động 24 giờ.
Hoặc thứ hai là mức huyết áp tại phòng khám cao ở những bệnh nhân mà ít có nguy cơ tim mạch, là trong cái hộp mình nghi ngờ đây là cái trường hợp mà tăng huyết áp trần trắng. Có nghĩa chỉ là bệnh nhân ở nhà đo huyết áp rất là bình thường, nhưng mà khi vô gặp bác sĩ thì huyết áp lúc nào cũng cao. Nhưng mà giờ cao thiệt hay cao giả thì mình không biết, nên buộc lòng mình phải cho đeo cái huyết áp di động 24 giờ. Hoặc cái trường hợp khó hơn là có khác biệt giữa huyết áp tại phòng khám so với huyết áp tại nhà. Có nghĩa là tới khám bệnh huyết áp lúc nào cũng bình thường, nhưng mà theo dõi huyết áp ở nhà thì lúc nào cũng cao. Thế là bác sĩ và bệnh nhân đang cãi nhau có bệnh hay là không bệnh, thì lúc này cái huyết áp di động nó sẽ giải quyết cho cả hai luôn ha. Hoặc là trong điều trị thì nó giúp theo dõi cái điều trị của mình, coi có bệnh nhân có bị kháng trị với thuốc hay không, hoặc huyết áp có ổn định với các phác đồ đang điều trị hay không. Thứ ba, ngoài cái chuyện là nó giúp cho mình chẩn đoán xác định huyết áp, và nó còn giúp cho mình tìm được những cái cơn hạ huyết áp, đặc biệt đối với những người mà lớn tuổi hoặc là đái tháo đường thì thường hay có hạ huyết áp tư thế đứng. Ngoài ra thì ở những phụ nữ có thai, khi đo huyết áp tại phòng khám mà cao trên cái cơ địa mà mình nghi ngờ có tiền sản giật, thì mình không có cần phải đợi đến đúng 3 tháng cuối thai kỳ thì nên cho đeo cái holter huyết áp. Như vậy nói tóm lại là cái holter huyết áp ứng dụng trên lâm sàng, ngoài cái chuyện chẩn đoán xác định một cách chính xác, theo dõi điều trị, theo dõi tác dụng phụ do mình có điều trị quá liều thuốc hay không, thì nó sẽ cải thiện được cái tiên lượng mình nguy cơ tim mạch. Sau cái phần chẩn đoán tăng huyết áp một cách chắc chắn có bệnh hay không bệnh, thì mình sẽ bước qua tới cái phần là phân độ huyết áp. Thì theo cái Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam và theo cái khuyến cáo mới của GNC8 thì huyết áp được chia làm 3 độ: độ nặng, độ trung bình, độ nhẹ. Thì đi từ độ 1 là độ nhẹ, độ 2 là trung bình, độ 3 là độ nặng. Thì tương tự nó có cái huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương đây ha. Thì trên 180 huyết áp tâm thu hoặc và trên 101 huyết áp tâm trương thì được gọi là tăng huyết áp độ 3 là độ nặng ha. Cái phần này các anh chị có thể tham khảo trong cơ bản. Sau khi phân độ tăng huyết áp thì bước qua tiếp tới là mình muốn nhắc lại một cái số phân loại huyết áp. Phân loại thì nó có rất là nhiều các phân loại. Thì đây, đối với tăng huyết áp tâm thu đơn độc thì khi huyết áp tâm thu lớn hơn bằng 140 và huyết áp tâm trương nhỏ hơn 90. Đối với trường hợp tăng huyết áp cấp cứu thì gọi là emergency hypertension đó, thì là khi huyết áp tâm thu lớn hơn 180 hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 120, nó kết hợp với sự tiến triển tổn thương các cơ quan đích như tim, não, thận, và trường hợp này nó cần phải hạ huyết áp khẩn cấp bằng thuốc đường tĩnh mạch. Tăng huyết áp khẩn trương thì thường là cái cơn huyết áp nó không kèm tổn thương cơ quan đích giống như là tăng huyết áp cấp cứu, nhưng mà nó có thể đe dọa đến những cái triệu chứng nặng có thể xảy ra. Thì huyết áp được giảm dần trong vài giờ đến vài ngày, có thể dùng thuốc bằng đường uống. Một cái phân loại khác là tăng huyết áp bị che giấu, gọi là mass hypertension. Thì huyết áp đo được ở phòng khám nhỏ hơn 140 trên 90 và đo ở ngoài phòng khám lớn hơn 135 trên 85. Cái khái niệm này nó đang được rất là nhiều cái khuyến cáo và cái guideline quan tâm. Vì sao? Vì ở một cái người bệnh nhân mà khi đo huyết áp ở cái phòng khám mà nó dưới 140 trên 90 á, thì hầu như mình không quan tâm. Mình không hề là đặt người ta vào cái tình huống là có khả năng bị tăng huyết áp để mà tầm soát những cái tổn thương cơ quan đích hoặc là lên cái chiến lược điều trị. Thì do đó những cái khuyến cáo mới là sau này người ta sẽ khuyên là sẽ đo huyết áp ngoài phòng khám, bằng cách là nó đề cao cái vai trò tự theo dõi huyết áp tại nhà của bệnh nhân trong những cái lần đo liên tục từ 5 tới 7 ngày và cộng cái giá trị trung bình. Nếu trong trường hợp mà lớn hơn 135 huyết áp tâm thu và lớn hơn 85 đối với huyết áp tâm trương thì bệnh nhân này đã được gọi là tăng huyết áp bị che giấu. Và thực tế cái tỷ lệ này nó chiếm khoảng 10% đối với số bệnh nhân tăng huyết áp. Và sau này khi người ta tới người ta khám thì mình phát hiện được là nhờ các tổn thương cơ quan đích, nên đâm ra người ta mới đặt vấn đề lại quay ngược lại liệu cái trường hợp này có bị che giấu không đối với những trường hợp mà huyết áp nhỏ hơn 140 trên 90. Cái khái niệm tiếp theo là tăng huyết áp tròn trắng thì thường cái này thì rất là quen thuộc ha. Huyết áp ở đo phòng khám thì nó chỉ thấy lớn hơn 140 trên 90, và huyết áp bình thường khi đo ngoài phòng khám là 135 trên 85, hoặc khi làm holter huyết áp 24 giờ thì cái này thì lại chiếm 30% trong những cái trường hợp tăng huyết áp. Những cái bệnh nhân vô gặp bác sĩ thì lúc nào cũng lo lắng hồi hộp thì huyết áp lúc đó lên, thì khi mình đo được huyết áp lên thì cái bệnh nhân này
lại được đặt trong cái chế độ là theo dõi coi chừng có tăng huyết áp, mình sẽ cho đi làm xét nghiệm, mình sẽ chăm sóc kỹ lưỡng hơn những cái người mà huyết áp bị che giấu như ở trên. Thì đây là một cái bản mà nó có trong gene C8, thì nó cho mình biết là đối với những cái trường hợp, cái bản này tôi muốn nhấn mạnh là ở những nhóm bệnh nhân mà có huyết áp tâm thu dưới 140 và huyết áp tâm trung dưới 90, không có nghĩa là thật sự không có tăng huyết áp. Khi mấy anh chị kết luận không có tăng huyết áp, mấy anh chị bị mắc sai lầm khoảng bao nhiêu 10%, 10% những trường hợp này khi theo dõi đo huyết áp ở nhà thì huyết áp nó sẽ cao với cái chỉ số như vậy, thì lúc đó bệnh nhân được gọi là tăng huyết áp bị che giấu ha. Thì mình cũng phải có cái chiến lược để điều trị theo dõi cơ tổn thương cơ quan đứt đồ giống như là cái người tăng huyết áp. Rồi tăng huyết áp tim khác thường gặp trong 95% các trường hợp là không tìm được nguyên nhân, và chỉ có 5% những cái trường hợp tăng huyết áp mình tìm được nguyên nhân. Thì những cái nguyên nhân đó là gì? Thường gặp là hẹp động mạch thận, bệnh nhu mô thận, hội chứng côn, hội chứng cơ suy, tăng sản thượng thận, cường giáp, nhược giáp, hẹp eo động mạch chủ, tăng huyết áp liên quan đến thai kỳ, hội chứng ngưng thở lúc ngủ do uống thuốc ngừa thai, hoặc là tăng áp lực nội sọ trong những trường hợp bú não, viêm não. Thì ngày nay người ta tìm hiểu nhiều thì các hội chứng ngưng thở lúc ngủ này được đề cập rất là nhiều trong những cái khuyến cáo mới ha. Thì cái phần trình bày sau thì mình sẽ nói rõ hơn. Như vậy thì có 5% những trường hợp tăng huyết áp thường là có nguyên nhân. Vậy thì khi tiếp cận một bệnh nhân tăng huyết áp ngay từ ban đầu, làm sao được phát hiện ra ca thì là tăng huyết áp thứ phát, có thể tìm được nguyên nhân? Thì đây là một cái số yếu tố gợi ý. Thứ nhất là khởi phát trẻ, ở người tăng huyết áp nhỏ hơn 35 tuổi hoặc lớn hơn 55 tuổi, tăng huyết áp nặng ngay từ đầu, lớn hơn 108/101 lúc khởi bệnh luôn, khởi bệnh một cách đột ngột, và huyết áp từ bình thường đến huyết áp nặng chỉ có trong vòng 1 năm, hoặc là bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị trước kia điều trị hiệu quả nhưng mà thời gian sau này thì lại đáp ứng kém với thuốc và có tổn thương nhiều cơ quan khi bắt đầu khởi bệnh. Rồi những cái yếu tố cần lưu ý khi trong cái phần bệnh sử ở những bệnh nhân mà mình cần tìm cái tăng huyết áp thứ phát này, thì là triệu chứng bệnh nội tiết hay là bệnh tạo chất keo nó rất là nổi bật. Ví dụ như bệnh nhân rụng tóc nhiều, hồng ban hình chấm bướm, da khô, thường nghĩ tới những cái bệnh tự miễn, hoặc là có triệu chứng yếu liệt, tiểu nhiều và bẻ, giảm kali máu, thì thường nghĩ trong hội chứng côn. Cơn tăng huyết áp hồi hộp kèm tái nhợt, vã mồ hôi, run tay thường gặp trong những cái trường hợp u tủy thượng thận. Và đối với những ca mà ngưng thở lúc ngủ thì thường là bệnh nhân ngủ ngáy rất là to, mà sau một cái giấc ngủ dài như vậy, buổi sáng dậy bệnh nhân không bao giờ thấy khỏe khoắn hết, lúc nào cũng cảm giác là buồn ngủ, ngủ không đủ, nhiều khi đang lái xe mà ngủ gật không hay, hoặc là đang ngồi dậy bất chợt ngủ mà cũng không hay luôn. Thì đó là những cái triệu chứng, hoặc là rất là khó tập trung, học bài rất là lâu thuộc, hoặc đọc một cái vấn đề gì đó rất là mong quên, thì thường là do có hiện tượng ngưng thở. Và cái triệu chứng thường gặp nhất là gặp ở những cái bệnh nhân béo phì, cái cổ ngắn và ngủ ngáy rất là to. Thì để chẩn đoán cái này thì mình sẽ làm đa ký giấc ngủ. Về phần tiền căn, đối với những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp thứ phát thường là có cái tiền sử, mình nên để ý tới là cái tiền sử là có cái bệnh thận đa nang hoặc là xuất huyết di nhện, thì là thường nhiều anh chị em trong gia đình làm cái sông bụng tổng quát thì thấy ai cũng có nang thận hết, hoặc là bệnh thận nhiễm trùng đường tiểu, tiểu ra máu tái phát nhiều lần, lạm dụng thuốc giảm đau thì nó có tổn thương bệnh lý của nhu mô thận, hoặc là uống những cái thuốc như là thuốc ngừa thai, là những cái thuốc nhỏ mũi, thuốc gây nghiện kháng viêm steroid, non steroid và những cái thuốc kích tạo hồng cầu, hoặc là những cái chất canh thảo nó cũng sẽ gây tăng huyết áp. Và cái này rất là cần thiết. Như các anh chị nhớ lại cái sơ đồ nãy tôi trình bày là cái phần mà chẩn đoán xác định tăng huyết áp ở cái lần khám thứ 3. Nếu trong trường hợp mà mình đo huyết áp mà nó lớn hơn 14/9 á, mình chẩn đoán xác định, thì trước khi đó mình phải để ý tới cái này, hỏi người ta để người ta loại trừ. Có nhiều người rất thích ăn cam thảo, là cam thảo riết rồi tới ngồi vô đo thì nó lại cao, thì lúc đó chẩn đoán tăng huyết áp thì nó hơi bị over, thì phải chăm ngưng mấy cái đó hết.
về khám thực thể băng giáo thứ phát thì mình phải tìm những cái dấu hiệu của mình, để ý tới những cái dấu hiệu trong cái hội chứng Cushing, ví dụ như mỡ tập trung nhiều ở vùng mặt, vùng ngực, vùng bụng, da khô, rồi tứ chi teo nhỏ, vết da của bệnh đau u sợi thần kinh, gợi ý u tủy bệnh thận, hoặc là mạch tứ chi không tương xứng, ghép chi dưới thường thấp hơn chi trên, thì cái này nó gặp ở trong bệnh hẹp eo động mạch chủ ha. Sờ thấy thận lớn thì thường là nghĩ ngay tới bệnh thận lên nan, hoặc là có âm thổi vùng bụng thì là hẹp động mạch thận, hoặc là âm thổi vùng trước ngực hay dấu huyết sườn trên X quang rồi thì là hẹp eo động mạch chủ, hoặc là thay đổi huyết áp đột ngột và nhân đang bình thường dậy lên cơn phần mặt tê tai xanh tím rồi thì là thường nghĩ tới là u tủy thượng thận, hoặc là tăng huyết áp tâm thu ở người trẻ mà kèm nhịp tim nhanh thì thường nghĩ tới cường giáp, và tăng huyết áp kèm với nhịp tim chậm thì nghĩ tới suy giáp. Khám thực thể để tổn thương, tìm cái tổn thương cơ quan đích thì nó cũng tương tự giống như là cái tăng huyết nguyên phát thôi, rồi cũng phải tìm ở những cái cơ quan như não, đáy mắt. Đáy mắt thì thường là nó bất thường ở võng mạc thì những cái dấu hiệu của động tĩnh mạch co nhỏ, bắp chéo, xuất huyết xuất tiết hoặc phù gai thị để mình phân độ cái tăng huyết. Về mỏng tim thì mỏng tim nó sẽ lệch ra ngoài đường trung đòn bên trái, thường là do phì đại thất trái. Bệnh động mạch ngoại vi yếu, thường là động mạch ngoại vi mình sờ nó yếu hoặc là nó không cân xứng hai bên. Động mạch cảnh thì có âm thổi do hẹp hoặc do mảng sơ vữa. Ngoài ra mình kể cái chứng cớ bé phủ tạng thì giống như là ở bệnh nhân nam thì cái vòng bụng lớn hơn 102, ở nữ lớn hơn 88, và cái BMI khi lớn hơn 30 thì định nghĩa là béo phì. Về trắc nghiệm thường quy thì giống như là các anh chị đã biết là quá quen thuộc rồi ha, trước một bệnh nhân tăng huyết áp thì mình đều phải thử những cái xét nghiệm này. Tuy nhiên có cái là axit uric trong máu thì theo những cái khuyến cáo mới được đưa vô cái xét nghiệm thường quy ở bệnh nhân tăng huyết áp, và cái này thì bảo hiểm y tế nó sẽ chi trả luôn, không có thắc mắc là tại sao mình cho thử nữa. Về cận lâm sàng mà để tìm cái tổn thương cơ quan đích á thì mình có cái siêu âm tim định lượng xoang động mạch cảnh và chỉ số ABI soi đáy mắt. Nhưng mà tại sao trong cái này mình đã chẩn đoán rồi mà mình vẫn phải đôi khi phải cho bệnh nhân đeo cái huyết áp di động 24 giờ và huyết áp đo tại nhà? Thì trong trường hợp này mấy anh chị nghĩ tại sao đeo sau khi đã chẩn đoán xác định rồi? Thì thường là để mình theo dõi cái quá trình điều trị coi đáp ứng tốt hay là đáp ứng như thế nào đối với thuốc ha, thì là cũng có chỉ định để đeo. Ngoài ra thì cái này thì ở cái bệnh viện chuyên khoa thì sẽ bệnh nhân trong những trường hợp mà tăng huyết áp kháng trị hoặc là đang điều trị ổn rồi đột ngột huyết áp tăng một cách bất thường thì mình phải đi tìm nguyên nhân cho người ta. Thì ở những cái tuyến trên ở bệnh viện lớn thì sẽ đo cái renin-aldosterone, corticoid, catecholamine điệu hoặc là làm tới MRI, SCT bụng để tầm soát mấy cái u tủy thượng thận. Rồi, mình đã qua tới phần tiếp cận cận lâm sàng. Bây giờ mình tới những cái nhắc sơ lại về những cái phần biến chứng quan trọng của tăng huyết áp. Thì nó có thể biến chứng lên não, nó gây đột quỵ, giảm trí nhớ do tổn thương các mạch máu nhỏ. Ở tim thì có thể gây nhồi máu cơ tim, suy tim, đột tử, loạn nhịp hoặc là bệnh mạch máu ngoại biên. Ở thận thì có thể gây ra bệnh thận giai đoạn cuối, và cái biến chứng nữa là gây tổn thương đáy mắt. Sau khi tiếp cận lâm sàng tìm các biến chứng của bệnh tăng huyết áp thì mình sẽ đi tới các phần tiếp cận điều trị và phòng ngừa các biến cố tim mạch. Trước khi qua cái phần điều trị thì tại sao mình phải phân tầng, trước khi nói tới phần thuốc thì tại sao mình phải phân tầng các yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp? Nó đơn giản như vậy, nếu anh chị cứ hình dung một bệnh nhân mà tăng huyết áp độ 2, ví dụ nha, bệnh nhân tăng huyết áp độ 2 có rất là nhiều yếu tố nguy cơ kèm với tổn thương cơ quan đích, kèm với suy thận, kèm với đái tháo đường. Và một bệnh nhân cũng tăng huyết áp độ 2 nhưng mà đơn thuần không tổn thương cơ quan đích, không có kèm yếu tố nguy cơ gì hết, thì hai cái trường hợp đó nó sẽ đặt mình vào cái chuyện là lựa chọn thuốc, theo dõi và tiên lượng nó rất khác nhau. Nên cái chuyện mà phân tầng nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp là cần thiết trước khi mà mình bắt đầu điều trị ha. Như vậy thì về phần nguy cơ thì sao, các yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch thì đây xin liệt kê ra là: đầu tiên là giới tính là nam nè, tuổi, đối với nam trên 55 tuổi, nữ trên 65, hút thuốc lá, rối loạn liên tiếp máu, có béo phì vùng bụng, có tiền căn gia đình, người bị tim mạch sớm, ví dụ nam nhỏ hơn 55 tuổi, nữ nhỏ hơn 65 tuổi, thì đây là
được gọi là những cái yếu tố nguy cơ về bệnh tim mạch. Tiếp thứ hai là tổn thương cơ quan đít mà không có triệu chứng, ví dụ như là ECG là dày thất trái, dày động mạch cảnh, khi mà đo cái bề dày lớp nội mạc động mạch cảnh lớn hơn 0,9 mm, hoặc là có mảng xơ vữa, rồi vận tốc sống mạch đùi động mạch cảnh trên 10 m/giây, chỉ số cổ chân và cẳng tay nhỏ hơn 0,9, bệnh thận ở giai đoạn 3, có cái albumin vi thể hoặc là tỷ lệ albumin trên creatinine từ 30-300 mg trên gram, thì cái này là được xếp vô là đã có tổn thương cơ quan đít và không có triệu chứng. Ngoài ra thì trên những cái cá thể có đái tháo đường hoặc có bệnh thận mãn hoặc có tai biến mạch máu não, xuất huyết não là những cái bệnh lý đi kèm, nó cũng góp phần để cho mình phân tầng nguy cơ tim mạch cho bệnh nhân tăng huyết áp. Như vậy thì sau khi mình tìm hiểu cái bản này xong, mình áp vô cái độ tăng huyết áp của bệnh nhân, thì cùng là ha, đối với bệnh nhân mà tăng huyết áp độ 3 ha, cho dù có yếu tố nguy cơ hay không có yếu tố nguy cơ, có tổn thương cơ quan đít hay không có yếu tố nguy cơ tổn thương cơ quan đít, thì đều được đặt vào cái phân tầng nguy cơ tim mạch là cao. Còn đối với riêng đối với bệnh nhân độ 2, tăng huyết áp độ 2 thì dưới 3 yếu tố nguy cơ thì được gọi là nguy cơ tim mạch trung bình. Nhưng mà từ 3 yếu tố nguy cơ hoặc có kèm thêm bệnh tiểu đường hoặc suy thận mãn, bệnh thận mãn giai đoạn 3 thì gọi là nguy cơ cao. Và nguy cơ rất cao là khi bệnh nhân có tổn thương suy bệnh thận mãn giai đoạn lớn hơn giai đoạn 4, từ giai đoạn 4 trở lên, kèm đái tháo đường hoặc là tổn thương nhiều cơ quan đít và có nhiều yếu tố nguy cơ thì được nói là nguy cơ rất cao ha. Mặc dù là huyết áp độ 1 nha, các anh chị lưu ý ở đây, nhiều khi tăng huyết áp mới chỉ là độ 1 thôi, nhưng kèm theo đái tháo đường hoặc có suy thận giai đoạn 3 thì cái người tăng huyết áp độ 1 đó được phân tầng nguy cơ tim mạch là cao. Và ở cái người cao như vậy thì cái chiến lược theo dõi và chọn thuốc men cũng khác hẳn với người chỉ là độ 1 mà không có yếu tố nguy cơ tim mạch nào hết. Các anh chị nắm được không? Rồi, sau khi mình đã phân tầng nguy cơ của bệnh nhân rồi thì cái bước tiếp theo thì cái mục tiêu điều trị hạ huyết áp tới bao nhiêu là đủ? Thì có nhiều người nói dưới 12, tôi nói 13, có người nói 14. Thì để có được cái con số đó thì mình sẽ xem cái quá trình của cái GNC, từ GNC 7 tới GNC. Cái này là cái thống kê sơ lược để các chị có tài liệu, nhưng mà cái gần đây nhất là cái GNC 7 là năm 2003, mà tới mãi 11 năm sau mình chờ đợi mình mới có được cái GNC 8 để mình coi cái đồng thuận của họ là họ nói bao nhiêu thì hạ huyết áp bao nhiêu là đủ. Thì muốn cho được cái con số đó thì phải có y học chứng cứ qua những cái nghiên cứu. Thì người ta sẽ thấy là khi ở cái GNC 7 thì người ta khuyến cáo là huyết áp dưới 14.9. Nhưng mà đối với nhóm bệnh nhân tiểu đường và có bệnh thận mãn thì huyết áp dưới 13.8. Tại sao người ta cho được con số đó? Thì theo hai cái nghiên cứu RENA và IDNT đây, thì khi để cái huyết áp cao hơn cái mức này thì các biến cố tim mạch cũng như đột tử và tai biến mạch máu não xảy ra có nghĩa thống kê, nên đâm ra người ta quyết định để đây. Và 11 năm sau để đưa ra một cái chỉ số khác thì cái GNC 8 phải chờ đợi những cái nghiên cứu kế bên đây nó có cái hiệu quả, sau một thời gian theo dõi thì nó mới đưa ra được cái con số. Thì cũng như GNC 7 là nó cho cái huyết áp mục tiêu là dưới 14.9. Tuy nhiên đối với những người trên 60 tuổi thì nó lại để huyết áp là 15.9, và cái này cũng dựa trên y học chứng cứ thôi các anh chị. Riêng đối bệnh nhân đái tháo đường và bệnh thận mãn thì cho là cái dưới 14.9. Thì theo cái bản như này thì theo Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam thì người ta chọn nào, thì theo bây giờ là người ta chọn theo cái GNC 8 ha. Rồi, sau khi đã có, nãy giờ các anh chị có theo cái thứ tự mà khi bắt đầu mình điều trị bệnh nhân rồi mình phân tầng nguy cơ, và nguy cơ đó là cái gì và mục tiêu mình điều trị như thế nào, thì sau đó mình mới áp vào cái bảng phân tầng nguy cơ để mình bắt đầu ha. Thì đối với tất cả những bệnh nhân khi đã được chẩn đoán tăng huyết áp thì cái việc điều trị là thay đổi lối sống là bắt buộc ha, bắt buộc trong mọi giai đoạn, trong mọi cái nguy cơ cao, thấp, trung bình hoặc là rất cao gì đều phải có cái thay đổi lối sống. Tuy nhiên cái câu hỏi đặt ra là khi nào thì tôi mới bắt đầu cho thuốc,
cho hút cùng lúc với thay đổi lối sống, hay là chờ đợi cái thay đổi lối sống nó có hiệu quả rồi tôi mới sử dụng thuốc, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái phân tầng nguy cơ tim mạch của người ta. Thì đối với những bệnh nhân mà đã phân tầng nguy cơ tim mạch là cao thì xin các anh chị đừng chờ đợi. Ví dụ mặc dù là tăng huyết áp mới có độ 1 thôi ha, nhưng mà người ta có tiểu đường đi kèm, có bệnh thận, hoặc là có trên 3 cái yếu tố nguy cơ thì bắt buộc phải điều trị trong cái thời gian mà thay đổi lối sống, phải dùng thuốc đi kèm luôn, chứ không được chờ đợi là tôi thay đổi lối sống rồi tôi chờ vài tháng coi nó có hiệu quả không thì tôi mới bắt đầu điều trị ha. Như vậy thì tóm lại cái bản nó hồi nãy thì thay đổi lối sống là dành cho tất cả các bệnh nhân, các giai đoạn tăng huyết áp. Riêng đối với tăng huyết áp độ 1 nguy cơ thấp hay trung bình thì điều trị bằng thuốc sau khi thay đổi lối sống. Nhưng mà đối với những trường hợp tăng huyết áp độ 1 nguy cơ cao hoặc là từ độ 2 thì phải sử dụng ngay trong cái thời gian mà thay đổi lối sống luôn. Có thể chọn một trong bốn thứ thuốc hàng thứ nhất để khởi trị, thì một lát tôi sẽ trình bày cái bốn thứ thuốc trong hàng thứ nhất. Về thay đổi lối sống thì trên tất cả các bệnh nhân, kể cả bệnh huyết áp bình thường cao hoặc là có kèm nhiều yếu tố nguy cơ, thì đầu tiên là ngưng thuốc lá, giảm cân, giảm rượu, vận động cơ thể thường là 30 phút một ngày và tối thiểu 5 ngày trong một tuần. Giảm muối, ăn nhiều rau, trái cây, giảm mỡ bão hòa và tổng lượng mỡ. Thì cái quá trình này là phải cần theo dõi sát và nhắc nhở định kỳ. Cứ mỗi lần bệnh nhân tái khám tăng huyết áp là phải nhắc nhở cái chuyện này cho người ta để thay đổi cái lối sống. Đơn trị liệu, về cái đơn trị liệu khi điều trị huyết áp thì bốn nhóm thuốc hàng đầu theo khuyến cáo của nhiều cái guideline thì là nhóm lợi tiểu, ức chế men chuyển, chặn thụ thể angiotensin, chặn canxi và chặn beta. Thì riêng đối với cái chặn beta đó, từ sau khi gen C8 ra đời thì nó chỉ còn được sử dụng hàng thứ nhất khi nó có chỉ định bắt buộc, ví dụ như bệnh nhân có kèm bệnh lý mạch vành hoặc là người trẻ dưới 65 tuổi không có nguy cơ phát triển về tiểu đái tháo đường thì mới được ưu tiên lựa chọn. Còn nếu dùng lợi tiểu thì rất là nhiều nhóm thuốc lợi tiểu, thì cái Chiazid là lựa chọn đầu tiên và cái Clothalidone thì là sử dụng trong trường hợp tăng huyết áp kháng trị. Và khi phối hợp thuốc trong điều trị tăng huyết áp thì xin trình bày lại cái quá trình mà người ta cho tới bây giờ là có ESC 2013, thì từ nó khác nhau cái gì ở năm 2003 thì người ta chỉ nói chung là cái lợi tiểu, nhưng đến năm 2007 thì người ta đề thẳng lên vô luôn là cái Chiazid là cái lựa chọn thuốc lợi tiểu được lựa chọn đầu tiên để ưu tiên được lựa chọn trong điều trị tăng huyết áp. Cái thay đổi thứ hai là gì? Trước kia người ta cho phép kết hợp cái lợi tiểu với chặn beta, nhưng mà sau này thì cái đường đó trở thành đường đứt đoạn, có nghĩa là hạn chế và không khuyến cáo. Cái thay đổi thứ ba từ 2003 của các hội tim mạch châu Âu đến 2007 thì là cái chặn beta kết hợp với chặn alpha, thì là sau này cũng không phải là lựa chọn đầu tiên khi kết hợp thuốc. Rồi, từ năm 2007 cho đến 2013 thì có khác nhau cái gì? Xin các anh chị nhìn. Thì đây, cái chặn beta thì không còn là phối hợp được, không còn được ưu tiên phối hợp. Hồi trước đó thì nó là cái đường liên tục, sau này nó chỉ là cái đường đứt đoạn giữa chặn beta và chặn canxi ha. Nếu không có chỉ định bắt buộc, ví dụ như bệnh nhân vừa tăng huyết áp vừa bệnh mạch vành thì ok, mình xài hai cái này chung, nhưng mà chặn beta trong trường hợp đó là xài để cho bệnh lý mạch vành chứ không phải xài để cho bệnh hạ huyết áp khi mình phối hợp đầu tiên hai thứ này. Và cái thay đổi thứ hai là ngày xưa có nhiều cái khuyến cáo là ức chế thụ thể và ức chế men chuyển có thể phối hợp chung với nhau, nhưng mà sau này thì là không được phép phối hợp và là chống chỉ định khi xài luôn. Tại vì tất cả những cái nghiên cứu đứng về mặt tăng huyết áp, tim mạch hay là giảm đạm niệu trên bệnh nhân suy thận đều thất bại. Và cái ưu tiên chọn lựa phối hợp sau này thì thường nhất là cái chèn canxi và chế thụ thể hoặc là chế men chuyển. Rồi, đây là một cái số cái huyết áp mà đạt một cái ngưỡng cái hạ huyết áp mục tiêu của huyết áp theo những cái khuyến cáo mà có giá trị trên thế giới, ví dụ gen C7, gen C8.
Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, Hội Tim Mạch Châu Âu và của Canada. Thì đối với người trên 60 tuổi thì không hề có sự khác biệt hết, cứ là mục tiêu là huyết áp dưới 149. Nhưng mà trên 60 tuổi thì theo cái GNC8 mới đó vẫn để các huyết áp người ta là 15 dưới 159. Đối với người trên 80 tuổi thì cũng không có sự khác biệt lớn ha, nhưng cũng là huyết áp 159. Đối với bệnh nhân tiểu đường thì theo Hội Tim Mạch Châu Âu thì để huyết áp là dưới 140/85. Đối với bệnh nhân suy thận thì chỉ có Tim Mạch Châu Âu là hạ huyết áp xuống 130/90, và đối với cái GNC7 cũ thì là 130/80. Thật ra thì khi bây giờ mình muốn hạ bệnh nhân xuống bao nhiêu, 14/9 cũng được, 13/9 cũng được, nhưng xin các anh chị nói là các anh chị sẽ làm theo cái khuyến cáo nào và tại sao như vậy. Có những người mình để xuống 14/9 người ta nhức đầu hoặc người ta sẽ hoang mang là tại sao bệnh nhân trên ta 60 tuổi nè, mình cho huyết áp 14/9 là mình cũng hạ đúng cái tiêu chuẩn, ví dụ mình tính theo GNC8 đi, 14/85 là mình không cần thiết hạ, nhưng mà bệnh nhân hoang mang hoặc bệnh nhân có triệu chứng gì đó thì buộc lòng mình sẽ hạ dưới cái này, thì là mình hạ xuống 13/8. Thì hỏi là làm theo cái gai hướng dẫn nào thì thường mình sẽ nói là GNC7 hoặc của hiệp hội quốc gia, hoặc là mình điều trị trên từng cá thể ha. Thì thật ra nó không có cái nào đúng sai hết, mà nó đưa ra con số này được là nó đã qua một cái quá trình làm cái nghiên cứu chứng cứ lâm sàng ha. Rồi về cách chọn các thuốc ban đầu theo nhóm tuổi của bệnh nhân, nhưng mà chưa có bệnh cảnh lâm sàng gì đi kèm hết, bệnh nhân chỉ có tăng huyết áp đơn thuần thôi, thì ở nhóm bệnh nhân dưới 60 tuổi nếu mà huyết áp khống chế được với một thứ thuốc thì cái ưu tiên lựa chọn hàng đầu của mình sẽ là chèn thụ thể angiotensin hoặc là thuốc chế men chuyển. Đối với bệnh nhân trên 60 tuổi mình chọn ưu tiên là chèn canxi hoặc thiazid. Mặc dù mình xài chế men chuyển, chế thụ thể cũng không sai, cũng vẫn có hiệu quả, cũng có hiệu quả hạ huyết áp, nhưng mà cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Quốc gia thì người ta ghi như vậy là nó đúng với cái bản của GNC8. Và khi thêm thuốc thứ hai thì mình sẽ thêm như thế nào thì trong đây hướng dẫn rất là cặn kẽ ha. Các anh chị cứ về mà tiếp tục tập rồi tham khảo thêm cái phần này. Rồi chọn thuốc huyết áp theo tình huống lâm sàng thì cái này là phải bắt buộc làm đúng theo như vậy, là vì bệnh nhân có những cái bệnh lý đi kèm. Thì đối với bệnh nhân tăng huyết áp và tiểu đường thì đúng là không bàn cãi ha, ức chế men chuyển và ức chế thụ thể được lựa chọn đầu tiên. Và khi mình không khống chế được huyết áp dưới 14/9 thì cái thuốc thứ hai mình chọn vô trong cái này thì có thể là chèn canxi hoặc là cái thiazid. Mà nếu khi đã được hai cái thuốc mà huyết áp vẫn chưa đạt được dưới 14/9 thì cái thuốc thứ ba có thể chọn thì là thí dụ như mình đã chọn chèn canxi ở đây thì cái thuốc thứ ba mình sẽ chọn thiazid. Ở đây nếu mình đã chọn thiazid thì thuốc thứ ba mình sẽ chọn là chèn canxi ha. Đối với tăng huyết áp và bệnh thận mãn thì cũng là ưu tiên ức chế thụ thể, ức chế men chuyển, và cái thuốc thứ hai thêm vô khi chưa khống chế huyết áp là chèn canxi hay là tiểu. Cái này nó cũng tương tự ha anh chị. Rồi đối với bệnh nhân tăng huyết áp kèm bệnh động mạch vành thì cái lựa chọn là ức chế thụ thể, ức chế men chuyển cộng với lại chèn beta. Cái này là cái bắt buộc nha. Nếu trong trường hợp không khống chế được huyết áp thì mình sẽ thêm cái thằng ức chế canxi hoặc là lợi tiểu. Và cái thuốc thứ ba để ấy thì tùy thuộc cái thuốc thứ hai mình chọn cái chèn canxi thì mình sẽ cho thêm cái thiazid trong cái thuốc thứ ba để khống chế huyết áp của bệnh nhân. Đối với tăng huyết áp mà có tiền sử đột quỵ thì là thuốc đầu tiên chọn cũng là ức chế men chuyển, chế cụ thể, và cái thuốc thứ hai thêm vào nếu chưa khống chế huyết áp là chèn canxi hoặc là tiểu. Và đối với tăng huyết áp và suy tim thì ức chế men chuyển, ức chế cụ thể, chèn beta, spironolactone. Khi suy tim mà độ 2 tới độ 4 thì thường kèm thêm cái lợi tiểu hoài hoặc là lợi tiểu thiazid nếu trong trường hợp bệnh nhân có ứ dịch nhiều. Và cái nhóm chèn canxi là nhóm dihydropyridine có thể thêm vào nếu như trong trường hợp mình đã điều trị mấy cái này, kiểm soát huyết áp, điều trị suy tim nhưng mà huyết áp vẫn không có ổn định thì mình sẽ cho thêm cái chèn canxi vào. Như vậy là mình xong cái phần điều trị và chọn thuốc cho bệnh nhân tăng huyết áp. Phần tiếp theo là mình sẽ theo dõi lâu dài
để coi bệnh nhân có đạt mục tiêu huyết áp hay không, kiểm soát tất cả các yếu tố nguy cơ tổn thương cơ quan bia, nhắc nhở bệnh nhân là tăng huyết áp phải cần điều trị suốt đời. Và trong quá trình điều trị thì mình xem xét có thể giảm liều thuốc cho bệnh nhân. Vì sao? Vì ở cái giai đoạn đầu người ta chưa có thay đổi lối sống được, nhiều khi phải mất cả 6 tháng 1 năm sau người ta mới thích nghi với chuyện ăn lạc, tập thể dục, bỏ hút lá, hạn chế việc rượu bia. Thì lúc đó huyết áp tự bản thân nó sẽ ổn định một phần, lúc đó mấy anh chị sẽ xem xét có thể giảm liều thuốc. Như vậy phần kết luận thì để cải thiện sự tuân thủ của bệnh nhân thì đầu tiên phải cắt nghĩa về nguy cơ của tăng huyết áp và lợi ích khi điều trị, chỉnh điều trị sao cho phù hợp với nhu cầu và lối sống của từng người bệnh. Đơn giản điều trị số nhiều số lần uống thuốc, khuyến khích tự đo huyết áp tại nhà. Đây là cái điều rất là mới trong những cái gai mới sau này, là bệnh nhân nên tự theo dõi huyết áp tại nhà và chú ý đến tác dụng phụ của thuốc. Phần tiếp theo là phần tình huống lâm sàng ha, thì mong có sự chia sẻ cái kinh nghiệm lâm sàng của các anh chị ha. Thì đây là một bệnh nhân nữ 72 tuổi, là bệnh nhân có thật nha. Bệnh nhân nữ 72 tuổi có tiền căn bị thoái hóa khớp, đang điều trị kháng viêm nam steroid kèm hen phế quản, phải điều trị giãn phế quản, giãn hít, hút thuốc lá 10 gói một năm, đã ngưng 2 năm. Tiền căn gia đình có cha mẹ đều bị tăng huyết áp hết. Đến khám tại phòng khám thì huyết áp mình đo được là 174/98 và bệnh nhân không có triệu chứng gì hết. Như vậy thì trước cái bệnh nhân này thì các anh chị sẽ điều trị như thế nào? Cái câu này có thể chọn nhiều câu đúng, là bắt đầu sử dụng thuốc, tìm tổn thương cơ quan đích, ngưng kháng viêm non steroid và tiến hành xác chẩn lại chẩn đoán tăng huyết áp của bệnh nhân. Ở đây có anh chị nào bắt đầu điều trị thuốc cho bệnh nhân này liền không? Mấy anh chị có thể giơ tay thoải mái. Rồi, xin cảm ơn các anh chị. Rồi ha, giờ cái bệnh tình huống đầu tiên như vậy thì bây giờ mình sẽ nhắc bài lại chút xíu. Nhiều khi bài mới học xong thì chưa có nhớ lắm. Đây là cái sơ đồ để chẩn đoán tăng huyết áp. Thì bệnh nhân này có tổng cộng bao nhiêu cái yếu tố nguy cơ mấy anh chị? Thứ nhất này là lớn tuổi ha. Cái thứ hai hút thuốc lá ha các anh chị. Vậy là bệnh nhân này có hai yếu tố nguy cơ. Rồi, bệnh nhân đến khám tại phòng khám của mình. Như vậy thì khi khám một lần nó có trên 180/20 không thì mình sẽ không chẩn đoán tăng huyết áp liền vào cái này ha. Mình sẽ đo lại lần thứ hai. Nếu mà lần thứ hai nó vẫn trên cái đó mà nó không có tổn thương cơ quan nào hết thì mình phải cho người ta theo dõi theo cái ba cái tình huống dưới này. Còn nếu như mình khám mà mình thấy bệnh nhân này có giày hất trái rồi, có đạm niệu rồi, có giày mặt cảnh rồi thì lúc đó mình cũng chẩn đoán liền tăng huyết áp. Và sau khi chẩn đoán tăng huyết áp, mình áp vô bệnh nhân này có hai yếu tố nguy cơ. Như vậy thì là vừa phân độ vừa có hai yếu tố nguy cơ, vậy thì mình thay đổi lối sống trước hay là mình bắt đầu điều trị? Mình sẽ cho người ta là nguy cơ cao, nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình. Bây giờ cái bước tiếp theo là mình sẽ phải chẩn đoán coi bệnh nhân có tăng huyết áp hay không. Mấy anh chị có đồng ý không hay là mấy anh chị muốn điều trị luôn cho ca này? Nhiều khi đó là hội chứng áo tròn trắng, bệnh nhân mới khám lần đầu tăng huyết áp, những lần trước khám chưa có tăng gì hết trơn ha, thì mình sẽ theo cái phác đồ này. Rồi, và vậy thì cái câu trả lời của cái này thường là mình sẽ ngưng cái thuốc kháng viêm non steroid và tiến hành xác chẩn lại tăng huyết áp. Bên cạnh đó mình phải tìm cái tổn thương cơ quan đích có hay chưa, nếu có rồi thì là chắc chắn tăng huyết áp rồi, còn nếu chưa có thì mình tiến hành xác chẩn lại tăng huyết áp, là giống như ba cái tình huống ở dưới đây là hồi nãy tôi có trình bày ha. Rồi tiếp theo, bệnh nhân này đã được làm các xét nghiệm thường quy và không ghi nhận tổn thương cơ quan đích, tim, thận, mắt mà chỉ có dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh là 1 mm. Vậy thì huyết áp trung bình theo dõi tại nhà khi ngưng thuốc kháng viêm non steroid là 150/90. Như vậy hướng xử trí tiếp theo của các anh chị là các anh chị sẽ chọn thay đổi lối sống hay bắt đầu sử dụng thuốc luôn, hay thay đổi lối sống và bắt đầu sử dụng thuốc. C phải không các anh chị? Đây, giờ nhắc bài tiếp ha. Thì trên cái bệnh nhân này mình áp vô cái bảng hồi nãy, mình sẽ thấy người ta có hai yếu tố nguy cơ ha, là vừa hút thuốc lá, nữ trên 65 tuổi. Đồng ý ha. Bây giờ tổn thương cơ quan đích có hay không? Có. Bệnh nhân này dày thành động mạch cảnh trên 0,9 mm. Tại sao mình chọn cái cơ quan đích là dày thành động mạch cảnh? Vì nó rất thường dễ bị bỏ sót. Nó bỏ sót rất là nhiều, trong khi cái xoang mạch cảnh này cực kỳ dễ làm. Và thường theo tôi biết thì ở những cái tuyến quận huyện á, mấy anh chị đều được trang bị cái máy xoang mạch máu hết á, nên đặt vô một cái là mình đo được cái bề dày động mạch cảnh liền. Nhưng mà thường là
hầu như không được thấy làm trên bệnh nhân tăng huyết áp, mà nó được xếp vô là một trong những cái tổn thương cơ quan đích. Như vậy thì tiếp theo, sau khi mình đã tìm ra bệnh nhân này có tổn thương cơ quan đích và có hai yếu tố nguy cơ, cái bảng tiếp theo các anh chị sẽ đưa vào trong đây. Tăng huyết áp này là độ mấy mấy anh chị? 15. Sau khi theo dõi tại nhà thì huyết áp trung bình của bà còn có 15/9 thôi, thì nó chỉ là độ 1. Và độ 1 với cái tổn thương cơ quan đích thì được xếp là nguy cơ cao. Thì khi nguy cơ cao, mấy anh chị thay đổi lối sống trước, hay là mấy anh chị chờ 1-2 tháng rồi mới cho thuốc, hay là cho thuốc liền cùng với thay đổi lối sống? Ủa, vậy là đúng rồi đó hả? Vậy là nhớ bài rồi ha. Vậy là các anh chị sẽ chọn câu C là vừa thay đổi lối sống và bắt đầu sử dụng thuốc cho bệnh nhân này. Rồi, cái này là không có nhắc bài nữa ha. Cái này là tình huống lâm sàng thứ hai. Ca này là vào bệnh viện 115, bệnh nhân nam 55 tuổi, bị tiểu đường 5 năm rồi. 3 năm trước thì không kiểm soát đường huyết tốt, nhưng mà 3 năm nay đã ổn định với thuốc uống và insulin. Đường huyết bất kỳ sau ăn nhỏ hơn 10 mmol, HB1C là 5-7%. Nó dao động tùy theo mỗi tháng ổng đi khám, nhưng mà trung bình là trong khoảng đó. Albumin niệu hiện tại là 500mg trên 24 giờ. Tăng huyết áp chưa khống chế được và huyết áp hiện tại là 150/90 dù đang điều trị thuốc, và cái thuốc ổng đang điều trị là lô sạc tăng và amlodipine nha. Thì câu hỏi tiếp, câu hỏi là gì? Huyết áp chưa kiểm soát tốt dù đã dùng thuốc, huyết áp là 15/9, mạch là 70 lần phút, thì nếu bạn sẽ điều trị tiếp như thế nào? Bạn bổ sung thêm ức chế men chuyển, bạn thêm chẹn beta, bạn cho thêm lợi tiểu, bạn thêm chẹn alpha, hay là bạn tăng liều cái lô sạc tăng 100mg lên thành 100mg. Đây là cái bệnh sử ha. Đầu tiên giờ mình phân tích nha, cũng giống như cái bệnh án vừa rồi. Ca này có yếu tố nguy cơ gì cho tim mạch? Thứ nhất tiểu đường, thứ hai nam, vậy là nam lỗ ha, sinh ra cái là có yếu tố nguy cơ tim mạch. 55 tuổi. Rồi, bây giờ mình nói nè, bác sĩ ở bệnh viện 115 chọn hai cái thứ thuốc này cho bệnh nhân này, các anh chị thấy hợp lý không cái đã? Theo cái bản mà lúc trước mình học, cái người tiểu đường thì cái thuốc ưu tiên lựa chọn để khống chế huyết áp là gì mấy anh chị nhớ không? Ok, vậy là đúng đúng không? Có thể là người ta chọn cái này và huyết áp không khống chế được, nên người ta cho thêm cái chẹn canxi là thuốc thứ hai. Mặc dù cho cái thuốc thứ hai mà huyết áp cũng không khống chế được luôn ha, thì là cái điều trị này là hợp lý tại thời điểm này. Nhưng mà khi bệnh nhân quay lại khám, mình thấy huyết áp vẫn còn cao, vẫn còn đạm niệu. Rồi tiếp theo câu hỏi, ở đây có anh chị nào chọn bổ sung thêm ức chế men chuyển không? Hầu như không, vậy là mừng quá. Xin thưa với các anh chị là theo cái khuyến cáo mới thì chống chỉ định xài ức chế men chuyển kết hợp với ức chế cụ thể nha. Trong cái sơ đồ nãy là tôi đã có trình bày. Cái thứ hai, có anh chị nào kết hợp thêm chẹn beta không? Lý do các anh chị không chẹn beta, ví dụ như bệnh nhân này tiểu đường lâu năm rồi, biết đâu nó có ảnh hưởng lên tim, thiếu máu cơ tim yên lặng hay có cái gì đó, rồi thì mình xài chẹn beta cũng được. Đúng rồi, cái mạch bệnh nhân chỉ có 70 lần phút thôi ha, mạch 70 lần phút thì là cũng tốt đúng không anh chị, không cần phải cho thêm để khống chế cái mạch này. Cái thứ ba, thêm lại tiểu được không các anh chị? Được quá đi chứ, đúng không? Mình có quyền chọn mà. Nhưng thêm lại tiểu nó chỉ được lợi trên cái huyết áp của bệnh nhân, nhưng nó không được lợi trên cái gì nữa anh chị biết không? Trên cái đạm niệu. Đạm niệu của bệnh nhân albumin tới 500mg 24 giờ, đúng không? Thì nó được trên cái huyết áp nhưng nó không được trên cái đạm niệu. Rồi, chẹn alpha thì là sau này hầu như người ta không được xếp vô cái thuốc huyết áp mà để phối hợp, trừ khi có một số chỉ định đặc biệt ha. Tăng liều lô sạc tăng, nếu mà cái này khó là phải có thêm một câu nữa là tăng liều chẹn canxi ha. Thì tăng liều chẹn canxi cũng được, cái amlodipine ổng xài vẫn chưa có đạt cái liều tối đa mà, thì nhưng mà người ta sẽ ưu tiên chọn là tăng liều lô sạc tăng để được trên cái đạm niệu của bệnh nhân, được không các anh chị? Nên là ra khi mình quan tâm tới cái chỗ điều trị huyết áp, mình không quan tâm tới con số, mà mình phải vừa quan tâm tới con số và đang hưởng lợi gì trên cái tổn thương cơ quan đích của người ta nha.
Như vậy thì cái bệnh nhân này đã được dùng thêm Losartan 100mg một ngày. Một tháng sau, bệnh nhân diễn tiến tốt hơn, kali máu bình thường, huyết áp trở về 13.8, nhịp tim 68 lần. Khi huyết áp xuống thì nhịp tim nó cũng sẽ chậm đi một chút. Sau một năm thì tiếp tục ổn định và tới bây giờ vẫn điều trị như cũ. Thì phần trình bày tới đây là hết. Cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô và quý mọi người. Thưa quý thầy cô và tất cả các bạn, thì trong cái điều trị tăng huyết áp thì nó rất là thường gặp, mà mình điều trị thì cũng cái kinh nghiệm đó đòi hỏi là mình phải theo cái phác đồ khuyến cáo. Thứ hai là cho hỏi cô là cái nhóm đi cá được không, thì bây giờ mình có phối hợp trong những cái trường hợp nào mà nếu huyết áp cao mà mình có thể là khó khống chế mình có xài hay nó được không? Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thì tại vì cái thời gian cho để trình bày nó có giới hạn nên đâm ra thì khi anh hỏi tới vấn đề nitrat, thì cái nitrat thì dĩ nhiên là mình xài theo đường tĩnh mạch thì nó mới có tác dụng lên hạ huyết áp đáng kể, chứ còn để hạ huyết áp mà bằng đường uống thì nó chỉ giảm được cái động mạch vành thôi. Cái huyết áp trên cái nitrat uống thì coi như là hạ rất là thấp luôn, không có được bao nhiêu hết khi mình dùng nó bằng đường uống. Thì ở cái đường tĩnh mạch nó chỉ được hai trong hai chỉ định, thứ nhất là tăng huyết áp cấp cứu phải xài thuốc bằng đường tĩnh mạch, và tăng huyết áp khẩn trương mà có đe dọa các biến chứng nặng. Thì cái tiêu chuẩn để chẩn đoán cái tăng huyết áp cấp cứu và cái liều ở đây là có trình bày hết trong cái bảng này ha, nó sẽ dùng trong những cái truyền tĩnh mạch như thế nào và duy trì liều duy trì bao nhiêu, sâu bao nhiêu, hạ được huyết áp bao nhiêu phút đó, thì cái bảng này có. Thì để chẩn đoán tăng huyết áp cấp cứu thì thường là huyết áp phải trên hoặc bằng 180/120. Thì cái này là cái khác, ngày xưa nó phải trên 220 ha, quý đồng nghiệp chú ý nha. Sau này những cái guideline mới và cái GNC8 là nó chỉ trên 180 huyết áp tâm thu và trên 120 huyết áp tâm trương. Nhưng mà nó không có phải trên cái con số đó. Bệnh nhân vô đo 18, 12 là chuẩn đoán tăng huyết áp cấp cứu ha. Cái phần tiếp theo, bệnh nhân phải có dấu thần kinh bệnh não do tăng huyết áp, xuất huyết não, nhồi máu não. Làm sao chẩn đoán cái này? Bắt buộc phải CT não, hoặc là lâm sàng bệnh nhân có cái dấu hiệu rối loạn tri giác, có dấu thần kinh định vị, bắt buộc phải đi CT não. Hoặc là bệnh nhân đáy mắt tăng huyết áp đột ngột, có những trường hợp nó bị xuất huyết võng mạc, xuất huyết đáy mắt, hoặc là nó mù một cách đột ngột luôn. Hoặc là bệnh nhân đang có phù phổi, suy thận, suy tim đang tiến triển thì nó mới đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán tăng huyết áp. Và khi đã chẩn đoán tăng huyết áp cấp cứu, chúng ta xin lỗi nha, đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán tăng huyết áp cấp cứu, thì khi đã đủ tiêu chuẩn chẩn đoán tăng huyết áp cấp cứu thì bắt buộc phải xài thuốc hạ áp đường tĩnh mạch và bệnh nhân phải được chuyển vào phòng ICU. Và còn bên này là cái nhánh của bên tăng huyết áp khẩn trương thì nó cũng có tiêu chuẩn. Thì cái nitrat để hạ huyết áp thì chỉ hạ được khi phải xài đường tĩnh mạch thôi. Xin cảm ơn được trình bày của chị. Thì xin cho hỏi là biết năm 2015 có cái nghiên cứu Spring mới ra nói là điều trị hạ áp tích cực không chỉ đến 140/90 mà ra đến 120/80 nó cũng giúp giảm những cái gọi là biến chứng cho bệnh nhân tăng huyết áp mà không có tự đường. Thì mà có vẻ như là nó cũng khá là tạo cái làn sóng trong cái chuyên môn. Thì chị đánh giá gì về cái nghiên cứu này và kết quả của nó? Thật ra đó, khi cái GNC8 ra đời á, rất là nhiều cái chuyện gọi là cãi lộn trong giới chuyên môn. Tức là rất là nhiều cái hội nghị mà ngay cả hội tim mạch quốc gia khi đưa ra cái khuyến cáo á. Thật ra khi mình ở Việt Nam á, thì mình làm theo cái gì để mà nó không bị dính dáng tới bảo hiểm, nó không bị bắt lỗi trong hồ sơ bệnh án, thì mình sẽ phải nói là tôi làm theo cái gì. Nhưng mà theo chị biết thì mỗi cái bệnh viện nó đều có cái cuốn cái giống như là phác đồ điều trị riêng của bệnh viện đó, và khi mình điều trị thì mình phải tuân theo cái phác đồ đó. Thì những bên tim mạch thì mọi người đều theo cái hội tim mạch quốc gia. Thật ra có nhiều người nói ủa sao không 11, sao không hạ xuống 11, 11 cũng tốt vậy, 12 cũng tốt vậy, 13 cũng tốt vậy. Thì mỗi cái hạ đó nó phải đưa ra được cái chứng cứ lâm sàng, và khi nó đưa cái chứng cứ lâm sàng thì nó thông qua cái nghiên cứu. Thì khi em đọc cái nghiên cứu đó mà không bao giờ mình tin trên một cái nghiên cứu đơn thuần. Ví dụ khi có một cái nghiên cứu ra đời mình chờ đợi coi những cái nước khác đó có những cái nghiên cứu giống như vậy không, và khi dù từ 2-3 cái nghiên cứu, nhất là cái nghiên cứu mà nó thu thập cái số liệu từ người Trung Quốc hay là từ Nhật hay là một số bên Hàn Quốc rồi, thì
thì theo kinh nghiệm chị đọc chị cũng phải check lại á. Nhưng mà cái nghiên cứu em nói thì thật sự là nó nổi tiếng, nhưng mà bên Hội Tim Mạch Quốc gia thì không khuyến cáo như vậy, không khuyến cáo là đưa xuống tới 12 đâu, vẫn theo cái GNC 8 và trên từng cá thể. Ví dụ bệnh nhân 14.9 mà người ta vẫn còn nhức đầu thì mình nói mình hạ xuống 13.8 theo GNC 7 hoặc là theo Hội Tim Mạch Canada hoặc là theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Quốc gia, người ta vẫn cho phép như vậy. Nhưng mà đó thì tùy cái môi trường, cái bệnh viện em làm cái phác đồ nó cho hạ xuống tới đó, theo cái nghiên cứu đó thì em vẫn cứ làm được thôi, quan trọng là bệnh nhân chấp nhận. Và cái mình muốn chia sẻ là thật ra sau 15 năm làm về tim mạch á, thì có những cái bệnh nhân chính bản thân mình hạ được cái liều thuốc huyết áp mà từ người ta phải xài phối hợp 2-3 thứ mà cuối cùng chỉ còn có một thứ và ở cái liều thấp nhất mà mình không tưởng, khi người ta thay đổi huyết áp, người ta thay đổi lối sống á, cái chuyện đó là hoàn toàn có thật. Và chỉ cần người ta chỉ cần tập yoga một cách đều đặn 5 ngày một tuần và tập có vã mồ hôi và một ngày phải tập liên tục 30 phút và đã các anh chị một thời gian sau là mình thất nghiệp hết luôn á, mình không còn mình gặp được chữa.